Vào những ngày cận Tết thì nhu cầu tìm kiếm những món quà tặng ý nghĩa càng tăng cao. Thay vì chọn quà tặng phổ biến, đại trà thì nhiều người lại có xu hướng sẽ tìm mua và đặt hàng quà tặng theo ý thích của mình vì tính thẩm mỹ cao rồi lại có những dấu ấn khác biệt. Từ đó thì các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ len móc đã tạo thêm lựa chọn mới cho khách hàng. Từ những sợi len nhỏ xinh như thế này, sau khi biến tấu sẽ tạo ra các sản phẩm quà tặng vô cùng độc đáo, đẹp mắt. Để làm ra một sản phẩm len móc, phải trải qua nhiều công đoạn, người thợ phải tỉ mỉ kiên trì trong từng mũi móc. Hoàn thành sản phẩm đơn giản mất tầm nửa tiếng, trong khi mặt hàng cầu kỳ hơn phải mất đến mấy ngày. Quan trọng nhất vẫn là bố cục kiểu dáng cân đối, màu sắc hài hòa và mũi móc đồng đều mềm mịn. Em sáng tạo thì một phần là cũng học từ trên YouTube của các bạn, của các kênh, của các anh chị đi trước, của nước ngoài cũng có, mà ở đây cũng có. Rồi từ đó thì mình ra những cái sản phẩm riêng của mình. Thường thì ở shop em sẽ có một cái cách phối màu riêng mà tụi em thích. Có nghĩa là thường là tụi em sẽ đi theo tông màu. Thì nó nhìn bó hoa hay là chậu hoa thì nhìn nó sẽ sang trọng hơn ạ. Quà tặng từ len móc luôn có sức hấp dẫn riêng bởi hình thức lạ mắt, mẫu mã phong phú độc đáo. Không đơn điệu rập khuôn, sản phẩm thủ công này luôn được biến tấu với các điểm nhấn mặt thú, họa tiết đáng yêu, màu sắc tươi sáng. Đây là món quà dễ thương dành cho những dịp sinh nhật kỷ niệm. Hồi trước em có thấy cái này trên mạng rồi nó đăng nhiều, thấy lạ, đi lại tìm hiểu thấy cũng đẹp. Mua về ngày lễ này kia tặng mẹ, tặng chị đồ. Nhớ em tốt nghiệp em ghé đây mua, tặng ai cũng khen hết trơn á. Hoa len này đó màu sắc thì nó tươi sáng và cái kiểu dáng thì nó cũng độc lạ. Và đặc biệt là mình có thể để lâu được. Nếu mà mình mua hoa tươi thì nó sẽ giống như mình chưa một thời gian mình phải bỏ đi. Còn cái này mình sẽ để lâu được, giống như cái tình cảm thì mình tặng cho người khác gì đó. Do là sản phẩm thủ công nên giá bán có phần nhỉnh hơn so với sản phẩm công nghiệp. Bởi giá trị của sản phẩm được đong đếm bằng sự sáng tạo của người thợ. Tùy theo kích thước lớn nhỏ, độ cầu kỳ phức tạp, sản phẩm len móc có giá bán dao động từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng.